Ok và hello cho các bạn, mình là Gà đây và chào mừng các bạn đến với channel của mình. Thì hôm nay trong video này chúng ta sẽ quay trở lại với tựa game là Build a Bow for Treasure các bạn ha. Và trong video này mình vừa phát hiện một thứ là cái bong bóng các bạn. Cái bong bóng mà sự kiện á, tức là nó có thời hạn nhất định ha. Thì chúng ta có thể làm ra những cái bong bóng to hơn bằng cách nào ha, thì trong video này mình sẽ cho các bạn xem. Và chúng ta sẽ sử dụng những cái quả bóng khổng lồ đó để tạo ra những cái thuyền nè, những cái khinh khí cầu để bay tới đảo kho báu ha các bạn ha. Ok, rồi ha, thì mình có xem trên mạng ha, thì có một cách để làm cho những quả bong bóng nó khổng lồ. Đó là cách khi chúng ta bấm vào chế độ xây dựng này nè, thì ở chỗ này có một cái là Merging Level rồi các bạn. Thì bình thường nó sẽ nằm ở đây ha, nằm ở giữa là màu vàng ha. Thì chúng ta sẽ chuyển nó qua cái này, chuyển qua màu xanh lá cây ha. Rồi, chuyển qua màu xanh lá cây là chúng ta có thể mệt những cái bong bóng lại với nhau ha. Tức là chúng ta sẽ ghép lại với nhau để tạo ra những quả bong bóng khổng lồ ha. Rồi, mình sẽ cho bạn xem. Đây, mình có 51 quả bong bóng ha. Chúng ta mua nó trong đây các bạn ơi. Chúng ta mua nó trong shop ha, 40 gold chúng ta sẽ có được 3 cái bong bóng. Và đây có thời hạn nhất định ha, mình không biết khi nào nó hết, nhưng mà nó sẽ hết nha các bạn. Nó không tồn tại mãi mãi đâu, cái quả bong bóng này nè. Đầu tiên á, mình sẽ cho các bạn xem ha, một cái cục trắng trắng này là một cái balloon ha, một quả bóng ha. Đây một cái. Thì sau khi bạn chuyển qua chế độ là Merging Level ha, mình sẽ cho hai cái dính với nhau. Như thế này. Xếp một hàng nha các bạn. Rồi bên đây mình cho 3 cái đi. Xếp hàng nào cũng được ha. Rồi đây là 4 cái đi. 2 3 4. Khi nào bạn biết là nó đã Merging Level với nhau, khi bạn bấm vào cái xóa này nè. Đó, và các bạn đưa vào đây ha. Một cục đúng không? Đây hai cục nó dính liền với nhau nè. Thì Merging là nó hỗn hợp ha các bạn ha, nó kết hợp lại với nhau gọi là Merging. Rồi ở đây là 3 cục nè, đó. 3 cục đơn lẻ mà bây giờ nó đã kết hợp thành một cục duy nhất ha. Đây là 4 cục nè. Thì các bạn cứ nói dài cái đường thẳng, nó càng dài càng tốt ha. Mỗi lần các bạn nói dài thì nó sẽ cho ra cái quả bong bóng bự hơn. Mình sẽ cho bạn xem ha, lướt vào đây. Ê chết, bấm xóa rồi. Sorry. Ok, lướt vào nè. Đây là kích thước quả bong bóng bình thường ha. Bây giờ là quả bong bóng mà khi chúng ta đã mật ginh hai cục với nhau. Đó, các bạn thấy nó bự hơn không? Nó bự hơn một chút xíu nè. Giờ là 3 cục ha. Đấy, nó lại bự hơn nữa, 4 cục ha. Đấy, mình sẽ ra xa cho bạn xem. Các bạn thấy chưa, kích thước nó sẽ thay đổi ha, nó sẽ bự hơn một chút xíu đó. Như thế này. Cho nên á, khi các bạn mật ginh càng nhiều á, một cái đoạn đường thẳng càng dài á, thì quả bong bóng sẽ càng bự ha. Rồi ok. Cái tiếp ở đây là chúng ta chỉ cần đổi cái chỗ bật Merging Level này á, từ màu vàng ha, hay là màu đỏ sang màu xanh lá cây. Vậy là ok rồi. Bây giờ mình sẽ làm một cái chiếc thuyền ha, kiểu như một cái khinh khí cầu đi. Đầu tiên thì mình sẽ gắn một khúc gỗ ở đây. Mình sẽ sử dụng vật liệu là gỗ ha. Gỗ cho nó nhẹ các bạn. Một cục, hai cục, ba cục, bốn cục, năm cục, sáu cục, bảy cục, tám cục và chín cục ha. Một cái mặt phẳng chín cục là ok rồi. Sau đó mình sẽ cho một cái ghế để mình có thể ngồi ha. Xoay xoay đi. Được chưa? Ok các bạn ơi. Xoay mặt hướng ra biển ha, rất là hợp lý. Còn phần còn lại thì mình sẽ mật riêng những cái bong bóng với nhau ha, cho nó thành một đường thẳng các bạn. 1, 2, 3, 4. À, có một vài bạn nói là có cái nút các bạn ơi. Trong tựa game này có một cái nút công tắc ha, thì nó có thể kích hoạt được tên lửa nè, cũng như là kích hoạt được bong bóng luôn ha. Nhưng mà hiện tại mình vẫn chưa có cái nút đó các bạn. Có thể mình mua những cái vật liệu này trước khi phiên bản cập nhật mới có những cái nút bấm ha. Trong đây, những cái rương này nè, hình như là chúng ta sẽ mua cái rương là 135 gold hay là rương 405 gold á. Sau phiên bản cập nhật mới lần này ha, thì nó sẽ có cái nút bấm. Mình cũng đã mua khá là nhiều rương 405 gold rồi, nhưng mà do chắc là phiên bản mới, phiên bản trước của mình á, nó không có ha. Đấy, bạn thể xem nè, không có một cái nút bấm hay là một cái công tắc nào luôn. Rồi, có lẽ mình sẽ cày tiền để mình có thể mua được những cái rương mà 405 này ha. Hy vọng chúng ta sẽ có cái nút bấm. Tại vì chúng ta sử dụng robot nè, nó đâu có cái nút bấm đâu. Bây giờ mình sẽ gắn những bong bóng với nhau ha. Mệt nó lại các bạn ơi. À quên nữa, gắn thêm cái tên lửa nữa các bạn. Một cái đủ chúng ta. Mình sẽ cho đằng sau và đằng trước luôn ha. Đằng trước cũng sẽ cho tương tự. Tại vì hai cái nó phải cân bằng với nhau các bạn. Như thế này. Chứ một cái thì phía sau nó sẽ bị nhỏng lên ha. Bong bóng này sẽ hút mình lên thì nó sẽ bị nhỏng lên. Như thế này. Đều chưa ta? Ok, khá là đều rồi. Chúng ta sẽ test thử ha. À quên nữa, gắn những cái tên lửa vào. Đúng rồi, gắn tên lửa ở bên dưới đi. Gì vậy? À, xóa cái này ha. Rồi mình sẽ xóa cái cục này đi. Đó, nó vẫn lơ lửng ha, tại vì chúng ta đã có chế độ là Encore Block nè. Các bạn tích vào dấu này ha, thì cái thuyền chúng ta sẽ được lơ lửng khi các bạn đã xây nó trên không trung ha. Rồi mình sẽ bấm chữ T để mình có thể xoay cái chiều của nó. Gắn đây 1, 2, 4 cái tên lửa ha. Ê, méo rồi. T. Rồi, thêm hai cái tên lửa đằng sau nữa.
một cái đây, một cái đây. Thon 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 thon. Mình nghĩ mình nên sell nó lại ha. Sell với lại cái slot. Slot nào nhỉ? Slot D đi. Sell ha. Yes. Rồi ha, các bạn sẵn sàng chưa? Bây giờ chúng ta chuẩn bị bắt đầu ha. Mình sẽ lên vô bô trước. Yes. Bấm bong bóng lên nào. Rất là to đúng không? Hai cái bong bóng. Ê, chết 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 chết. Bay lên. Ok. Cân bằng rồi nè. Để bay lên cao cao chút xíu ha. Rồi bắt đầu bấm tên lửa. Lít lít. Cố lên. Đâu rồi? Sao nó không phóng tên lửa? Kỳ vậy? Trời. Hello. Ok ok ok. Wow. Chóng mặt quá, chóng mặt quá. No. Các bạn thấy kích thước của cái bong bóng nó khá là to đúng không? Rồi hết rồi. Cái tên lửa này thì thời gian tồn tại khá là ngắn ha. Đít chuột. Mình mới sử dụng một cái mà. No 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 no. Đâu rồi? Rồi bể rồi, bể rồi, bể rồi. Rồi no. Ủa hết tên lửa rồi. Kỳ vậy. Rồi rồi tiêu rồi. Ê nhưng còn một cái các bạn ơi. Ok ok ok. Bay 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 bay. Bay tới luôn. Tới luôn. Tới chưa, tới chưa. Rồi bay xa quá rồi. Anh đi xa quá rồi. Anh đi xa em quá rồi. No. Hy sinh. Fail rồi các bạn ơi. Ok mình sẽ load lại cái khinh khí cầu của mình hồi nãy ha. Gọi là khinh khí cầu cho nó dễ thương các bạn. Load yes. Cần điều chỉnh này một chút xíu. Tại vì nó không ổn định các bạn ơi. Không biết mình có cái tên lửa kia không ta. Cái tên lửa cam á thì thời gian tồn tại của tên lửa cam nó sẽ nhiều hơn ha. Không có rồi. Ok. Mình sẽ cho cái khinh khí cầu này nó to chút xíu nữa. Cho cái bong bóng á to xíu nữa ha. Mình không biết là xây ngang nó có được hay không ha. Chứ xây một đường thẳng á thì nó sẽ mệt những cái bong bóng của mình lại với nhau thành một cái bong bóng lớn ha. Cho vài cục này nữa. Càng dài càng tốt các bạn. Càng dài bong bóng càng to thôi. Bình thường mà. Hiện tại mình nói với các bạn là mình không có nút bấm ha. Cho nên mình không có sử dụng nó. Mình phải lít bằng tay. Còn bạn nào có cái nút bấm thì các bạn có thể sử dụng ha. Được không ta? Bốn cái tên lửa là ok chưa? Chắc là được rồi ha. Có cần phải gắn thêm tên lửa không nhỉ? Hay là xây thêm một cái gì đó để cho nó cân bằng ha. Kiếm vài khúc gỗ đó coi. Đấy. Gắn bên hông các bạn. Một đôi cánh. Ta sẽ gắn cho ngươi một đôi cánh. Hai cái, ba cái. Thon 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 thon. Như máy bay luôn. Đó. Thon 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 thon. Rồi. Tắt nó xuống ha. À như tô màu được phải không ta? Tô màu màu đỏ đi, mình thích màu đỏ. Rồi ok. Sell nó lại đi. Cái gì mình sẽ cải tiến nó sau các bạn. Sell ha. Yes. Đừng tắt game nha các bạn, trong khi nó sell đừng tắt game ha. Rồi chuẩn bị, lên vô bầu. Thon thon thon. Lên nào, lên nào. Bạn thấy chưa, bong bóng rất là to luôn. Ghê thật, ghê thật. Lên nào, lên nào, lên nào, từ từ. Canh 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 nha. Lít. Ê, hụt rồi. Đâu rồi, đâu rồi. Tên lửa đâu? Có bàn tay mà, kỳ vậy. No. Sao không lít được ta? Oh wow, bay cao quá vậy. Bay khá là cao các bạn ơi. Phế rồi. Rất là cân bằng các bạn thấy không? Các bạn cho hai bong bóng thì nó rất là cân bằng ha. Còn một cái bong bóng thì cái thuyền của bạn sẽ bị chuối về phía trước hoặc phía sau ha. Đó, được nè. À, là sau khi bong bóng của bạn vỡ rồi bạn mới có thể sử dụng cái tên lửa ha. Nó sẽ đỡ bị lắc hơn. Xoay xoay vòng vòng cái mặt quá. Còn nữa không? Nãy như mình mới sử dụng có một cái thì phải. Trời ơi, xoay kìa. Xoay gì trong trống luôn. Wow. Chóng mặt quá. Rồi, rớt rồi, rớt rồi, rớt rồi. No, 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 no. No, 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 no. Rồi bay ra ngoài luôn. Fail rồi. Ok, chúng ta sẽ try hack lần 3 ha. Cố gắng lần thứ 3 nè. Không thể thế được. Chúng ta phải bay tới đích chứ. Cái rocket đó, cái tên lửa của mình đang có 13 cái. Nhưng mà mình nghĩ là chỉ cho một cái thôi. Ở đây một cái đi. Ở giữa chưa? Hơi méo. Ok. Và hai cái hai bên đi. Xoay xoay. Hai cái hai bên ha. Hai bên gắn ngược ta. Không đúng mà. Cái chiều của tên lửa nó bay ra hướng này mà đúng không? Đẩy ba cái luôn. Tuyệt vời. Rồi. Sell lại ha. Lúc nào cũng phải nhớ sell các bạn. Để mình có thể chỉnh được cái thuyền của mình khi nó không hợp lý ha. Sell. Với hai cái bong bóng mà kích thước chiều dài như vậy các bạn. Mình nghĩ khá là ổn rồi. Khá là to rồi ha. Còn bạn nào mà nhiều bong bóng á. Cứ 40 go chúng ta có 3 bong bóng ha. Thì mình có thể làm nó bự hơn. Rồi. Lên vô bô. Cái gì? À bị chuối các bạn ơi. Lên. Lên. Wow. Méo rồi, méo rồi. Cho bong bóng nó coi. Còn cái nữa mà. Kìa.
Hello. Không lít được. Oh my god. Oh my god. Cái từ không lít được là cái từ mình nói nhiều nhất trong video ha. Bây giờ mà nó bay lên trên cao á, mà mình bắn được cái tên lửa là mình đi thẳng một hướng đúng không mọi người? Đang lơ lửng như không trung. Bay. Lít được có một cái hả? Lộn hướng rồi, lộn hướng rồi. Trời. Oh my god. Oh man. Rồi chết luôn. Fail rồi. Có lẽ mình sẽ nghĩ là mình sẽ cải tiến cái thuyền này một cách gì đó cho nó cân bằng hơn ha. Rồi ok, thì có lẽ video này mình sẽ dừng tại đây ha. Và cảm ơn các bạn theo dõi video này. Đừng quên để lại một like cũng như đăng ký kênh nếu bạn là người mới nha. Mình sẽ gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.